Ngày 17 tháng 7, khối dân vận phường Vĩnh Quân tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đến dự hội nghị có Phó trưởng ban dân vận thành ủy Châu Đốc Dương Quốc Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phạm Công Đợi. 6 tháng đầu năm 2024, khối dân dân phường đã tuyên truyền vận động đoàn viên hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước. Phát động phong trào thi đua dân dân khéo và dân dân khéo trong xây dựng đô thị dân minh năm 2024, qua đó có 15 tập thể và 7 cá nhân đăng ký tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua, Ban dẫn động quỹ vì người nghèo, phường đã vận động được trên 355 triệu đồng, qua đó tặng 862 lượt quà cho gia đình chính sách, hộ cận nghèo, thoát cận nghèo khó khăn, lực lượng dân quân, bảo vệ dân phố, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ 47 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ thoát cận nghèo năm 2023, hộ khó khăn, hỗ trợ khám chữa bệnh, cất mới một căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 394 triệu đồng. 6 tháng cuối năm 2024, Phường Vĩnh Quân tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, động viên nhân dân tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, vận động xây dựng và sử dụng hiệu quả đúng quy định, mục đích quỹ vì người nghèo, các loại quỹ vận động nhân dân đóng góp, phát huy dân chủ, tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.